Rồi chúng ta sẽ đến với thêm một cái email cũng là một câu hỏi của một thính giả nữa. Mà thính giả này là 50 tuổi, cho biết là trong một đợt khám sức khỏe thì là bác sĩ có nói vị thính giả này là đang bị thận yếu do công việc bận rộn nên cũng không quan tâm lắm. Mặc dù là rất muốn gần gũi vợ nhưng mà cảm thấy mệt mỏi. Vợ chồng quan hệ 4 lần một tuần nhưng mà mỗi lần thì không có được lâu. Xin hỏi đó có phải là do tác hại của thận yếu hay không ạ? Chúng ta biết rằng là nếu nghe phần đầu chúng tôi trao đổi thì chúng biết là tạng thận đóng cái vai trò rất là quan trọng. Thận thì là cội nguồn của tạng phủ, rồi là bể chứa tinh huyết, thì chủ sinh dục, chủ phát dục của cơ thể, thận tàng tinh. Như vậy thì chức năng của thận đóng vai trò quan trọng như vậy trong cơ thể, mà nếu trong cái trường hợp thận hư thì sẽ ảnh hưởng tới những cái khả năng về tình dục, nếu nói theo cái quan niệm y học cổ truyền. Như vậy chúng ta biết rằng là nếu mà thận mà kém ở nam giới chẳng hạn thì chúng ta thấy rằng là những cái vấn đề ví dụ như là di tinh, liệt dương, hoặc là chúng ta biết rằng là như là y học cổ truyền nói, là y học hiện đại nói là có rối loạn cương dương đấy, có thể là ảnh hưởng tới cái khả năng tình dục. Do vậy mà trong những trường hợp như vậy hoàn toàn có thể sử dụng những cái bài thuốc bổ thận theo y học cổ truyền và những cái vị thuốc từ thảo dược, nó rất là an toàn và nó lại nó có thể nâng cao chức năng của thận lên. Và khi chức năng của thận nâng cao thì không riêng gì đối với cái việc mà chức năng sinh lý của bạn được hồi phục mà có thể cải thiện, mà tất cả những cái tạng phủ khác trong cơ thể bị chi phối bởi tạng thận cũng được nâng cao, ví dụ như tạng tỳ chẳng hạn cũng được nâng cao, và như vậy sức khỏe của bạn được cải thiện. Vâng ạ.